Xin chào tất cả mọi người đã đến với câu chuyện giảm béo ngày hôm nay của Thoa và chị Hoàng Yến, một trong những khách hàng giảm cân rất là thành công của Viện Thẩm mỹ Korea tại địa chỉ chi nhánh Sài Gòn, là địa chỉ số 1 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay Thoa xin phép chị Yến là Thoa sẽ mở lại hình của chị trước khi mà đến làm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Korea. Phép xưa rất là nhiều đúng không chị? Đây. Các bạn có thể quan sát thấy đây là hình của chị Yến trước khi mà đến làm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Korea, thì vùng bụng eo của chị Yến tích mỡ rất là dày và nhiều. Nhìn vào thấy cái mất tự tin nhất là cái phần đùi của chị Yến. Và hầu như là chị chỉ mặc những cái chiếc váy form chữ A, thành mỡ tích dày nhiều ở cái phần lưng và hầu như là hai bên nách nữa. Lúc này là chị Yến rất là buồn và thất vọng đúng không? Tại vì là mình lên cân quá là nhiều. Và chị có thể chia sẻ là khi mà chị sử dụng liệu trình động thân của Viện Thẩm mỹ Korea, mình sử dụng liệu trình Maxim Vivo Quan D là khoảng bao nhiêu ngày thì chị sẽ đào thải ra được? Thì sử dụng liệu trình 2 ngày thì bắt đầu đào thải ra cái chất dầu chiên á. À, cái béo mỡ của mình. Là sau một tuần thì nó ngưng. Ngưng xong rồi nó lại đào thải tiếp nữa. Có nghĩa là lúc có lúc không? Không phải là lúc nào nó cũng sẽ đi vệ sinh là có, và chủ yếu là chị là bài tiết thông qua đường đại tiện, đường tiểu là chị ba đường. Chị có đổ mồ hôi nhiều không chị? Có, vẫn có đổ mồ hôi nhiều đúng không? Và chị có thể chia sẻ lại là vì sao mà chị lại biết đến Viện Thẩm mỹ Korea, chị qua tư vấn và làm đẹp? Thì trước khi mà tới Đại học Mỹ viện Korea thì có dùng qua nhiều cái phương pháp để giảm mỡ, cổ thuốc giảm cân nè, rồi dùng chà giảm cân, rồi đeo, nói chung là đeo đai thì nhiều lắm, mệt mỏi lắm, nói chung là cũng có tập gym nữa, cũng không chị có sử dụng dao kéo không? Mình có đi hút mỡ, cắt mỡ hay là mình cũng năm thì sau mình sinh sang lên bé là có đi hút mỡ, có đi hút mỡ, nhưng mà một năm nó cũng tích mỡ lại được, quay trở lại đúng không? Bắt đầu cái mới bây giờ quyết định là tìm một cái hãng như vậy là uy tín luôn để tư vấn đúng không? Và ở Sài Gòn thì có rất là nhiều, có nhiều nơi tư vấn, nhưng mà chị thì cũng không biết là lựa chọn như nào, cho nên là chị và ông xã mới quyết định là đi tất cả các viện thẩm mỹ ở Sài Gòn để tư vấn xem. Đi năm địa điểm và Korea là chị thứ sáu đúng không? 6. Chị thì chị quyết định, chị nói là chị chỉ tham khảo thôi, chứ tại sao hôm đó mình lại làm luôn vậy chị? Thì đó cũng vô tình đi ngang đây thôi, rồi thấy cũng đông quá, rồi vô để coi tư vấn như thế nào. Dạ. Thì giờ vô thì lúc mà ngồi đợi thì các khách hàng phản hồi anh thấy kết quả tốt, rất là anh giảm đẹp, anh lựa chọn con da lên. Dạ. Quyết định lúc đó mình quyết định mình làm luôn. Và sau khi mà chị cũng ủng hộ nhiều đúng không? Sau khi mà chị làm dịch vụ như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu là chị giảm được bao lâu chị quay lại là chị giảm được khoảng 4 kg? Thì nửa tháng là giảm được 4 kg. Giảm được 4 kg. Và tại sau 1.5 tháng thì chị giảm là từ 59.9. Còn 59.9 còn là 49 đúng không chị? Là mình giảm gần như là 9.5 kg. 9.5 kg. 59 cm vòng eo. Vòng bụng eo, và hầu như là mình thay đổi rất là nhiều đúng không chị? Thay đổi ngay cả cái tổ đồ của mình chị. Thì trước cái mập lúc mà mỡ nhiều quá là buồn á, cho nên là tính bỏ một ít đồ mà trước khi thích mặc á. Là bây giờ thì trải qua cái điều chỉnh này rồi, đo đồ hết cũ ra mặc. Bây giờ là chị mặc đồ như là đồ size gì chị? Size mặc đồ size S đúng không? Với cái số size nhỏ nhất và với cái gam màu tươi nhất, tại vì chị đã giảm được cái số đo mà mình mong muốn, cũng như là bây giờ với ngoại hình này thì nhìn chị thon gọn hơn rất là nhiều. Và khi mà xem trên livestream như thế này thì sẽ không có ai nhận ra đây là bà mẹ của hai con đúng không? Và con chị cũng lớn rồi đúng không? Bé nhỏ là đã 2 tuổi rồi. Bé nhỏ 2 tuổi, bé lớn 6 tuổi rồi. Dạ, cái vùng bụng của mình đó, nếu mà như vậy luôn thì nhìn rất là đẹp, quyến rũ và sexy đúng không? Rồi khi thế mà chị có thể chia sẻ là cái cảm giác khi mà mình giảm được cân, ai là người vui nhất? Và chị cảm thấy như thế nào sau khi mình giảm cân thành công, có cái niềm vui của mình? Thật ra thì chị là người vui nhất, đến là ông xã. Dạ. Bây giờ, cái công việc của chị là hay gặp đối tác, cho nên là cái ngoại hình rất là quan trọng. Nên là ngoại hình quan trọng thì đi gặp khách hàng không có bị tự ti. Thì trước mặt thì tự ti buồn lắm, cho nên là ông xã cứ động viên là thôi em đi học cái gì đi, chọn cái gì mà làm á. Thì sau này thì cũng nhờ là ông xã động viên nhiều á,
chủ yếu là chị tin tưởng là do là chị rồi, nhìn thấy dùng người cách. Đọc việc thật đúng không? Dạ. Dùng nhiều cách rồi mà không thấy thua rồi không mà. Chị tin tưởng đâu là bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc luôn hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng là chị đã có quyết định sáng suốt là lựa chọn viện thẩm mỹ Korea, cho nên là chị đã có được khoảng hình như thế này. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị Yến và Ngân đây. Yến ơi, em thâm lộn như vậy rồi thì em có thể chia sẻ với khán giả mọi người á, những người trong các trường hợp giống như em được không? Ừ. Thì chị em phụ nữ mình á, nếu mà ai mà có tình trạng như như Hạt Yến á thì hãy đến và tin tưởng bên Korea để vào cái liệu trình này để được thông lộn và tự tin như Yến nha. Vâng, và cảm ơn chị Yến với những chia sẻ của mình và chúc chị giữ được ngoại hình như thế này. Và các chị nào mà giống như chị Yến hãy để lại sự thông tin và số điện thoại cũng giống như là hoặc là gọi đến số hotline của Viện Thẩm mỹ Korea, các chị sẽ được các chuyên gia bác sĩ gọi điện thoại và tư vấn trực tiếp. Và cũng giống như là các chị cũng có thể đứng trực tiếp tại chi nhánh là địa chỉ số 1 trường Dục Dục, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, vì hiện tại có rất là nhiều cơ sở mẫu nhanh của Viện Thẩm mỹ Korea. Thì khi mà đến làm dịch vụ, các chị hãy lưu ý và đến đúng địa chỉ tại số 1 Trần Dục, phường Tân Định, quận Nhất, Tha cùng với tất cả đội ngũ của bác sĩ cũng như là các chuyên gia tư vấn từ Viện Thẩm mỹ Korea sẽ tư vấn cũng như là giúp các chị giảm cân và lấy lại được ngoại hình mà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tiếp theo của Viện Thẩm mỹ Korea.